Số thứ 22 của GameHub.vn. Hãy cùng nhau khám phá những cái tên mới nhất vừa mới trình làng về mobile trong tuần vừa qua. Và nếu bạn yêu thích bất kỳ tựa game nào, có thể tải về trải nghiệm trực tiếp vào link tại phần mô tả ở dưới clip này. Vậy là sau một thời gian dài mong ngóng, giờ đây quả bom nhập vai hành động Zenonia S đã chính thức cập bến trên cả hai nền tảng Android và iOS. Zenonia S ngoài việc sở hữu một cốt truyện nhập vai hấp dẫn, còn được đẩy game thủ vào những yếu tố online đang thịnh hành trong làng game nhập vai ngày nay. Ở đó game thủ có thể giao lưu qua vô vàn thể thức, từ thách đấu PvP và leo hạng, song hành với tổ đội 4 người, hay đơn giản hơn là tâm mình trong những thử thách ao về như cuồng phong. Zenonia tuy sở hữu các nhân mình lớp áo đồ họa chỉ vì 2D đơn giản, tương tự thành đại kiếm bổ xuống mặt đất hay trường pháp bắn tứ tán màn hình, tất cả đều vô cùng chân thực. Game hiện đã có mặt trên cả hai nền tảng Android và iOS để các game thủ tải về trải nghiệm. Quả bom tấn Eno RPG TORAM ONLINE dưới tay iShow phát hành cách đây chỉ vài tháng vừa chính thức chào đón phiên bản cập nhật mới nhất với những thay đổi, bổ sung và tinh chỉnh khá ấn tượng. Một trong những tính năng không thể không kể đến chính là Dual Shots, cho phép game thủ có thể đồng thời điều khiển hai thanh đao cùng lúc. Bên cạnh những kỹ năng độc đáo mới xuất hiện, người chơi còn có thể sở hữu khá nhiều kiểu tóc xanh điệu nhằm thay đổi cho nhân vật của chính mình. Một phần nữa không thể thiếu chính là những tinh chỉnh và tối đa hóa hiệu năng phần cứng, đem lại cho game thủ những trải nghiệm trong game vô cùng mượt mà. TORAM Online hiện đã có mặt trên cả hai nền tảng Android và iOS để các game thủ tải về trải nghiệm. Thông tin tiếp theo là việc nâng cấp lên phiên bản 2.0 của tựa game Angel Stone. Phiên bản lần này giới thiệu tới người chơi hai chế độ mới PvP là Team Deathmatch và Collision. Người chơi có thể lựa chọn đấu xếp hạng hoặc không xếp hạng trong Team Deathmatch, còn Collision thì chỉ có loại đấu không xếp hạng. Trong phiên bản lần này, Angel Stone cũng mang đến một sự cải tiến mới về hệ thống phát triển nhân vật. Hai hệ thống mới vừa được ra mắt là Artifact System và Guide Map, giúp người chơi có thể tăng cơ hội sức mạnh chiến đấu của nhân vật, cũng như thử nghiệm, khám phá, phát hiện những kỹ năng mới, chiến thuật và đối đánh ở nhiều chế độ khác nhau. Có thể nói Angel Stone là một trong những tựa game RPG đáng chơi nhất tại thời điểm hiện tại. Mới đây, Gameco đã chính thức phát hành trò chơi mới nhất của họ trên nền tảng Android, GMO RPG với tựa Tractic Chronicle. Trong trò chơi này, game thủ sẽ có thể điều khiển nhân vật Klein mang sứ mệnh bảo vệ vùng đất Ibunica của mình bằng cách tiêu diệt con quái vật Basis. Game được lấy cảm hứng từ Final Fantasy trước đây, nơi bạn có thể sở hữu thú cưỡi hộ mệnh giúp đỡ bạn trong quá trình chiến đấu. Tractic Chronicle sở hữu những nhân vật 8-bit với lối chơi tấn công theo lượt, đồ họa và gameplay quen thuộc, nhưng hứa hẹn sẽ không khiến game thủ cảm thấy nhàm chán. Game hiện đã có sẵn trên nền tảng Android để các game thủ tải về trải nghiệm. Mặc dù Disa 2015 chưa chính thức diễn ra, nhưng Miss On đã lộ diện tựa game nhập vai livestream thất bình của mình là Master of Eternity. Game sẽ đưa bạn song hành của một biệt đội vô cùng đặc biệt với hàng ngũ chỉ bao gồm toàn nữ nhi. Mục tiêu của họ chính là lật đổ chế độ hùng mạnh và áp bức con người khắp mọi nơi, lấy lại cho họ sự tự do và độc lập. Master of Eternity với việc mở màn cho đoàn quân của Miss On tiến vào Disa 2015, hứa hẹn sẽ trở thành cái tên thu hút sự chú ý cực lớn từ phía cộng đồng game thủ. Đây chỉ là một trong số 15 tựa game mà Miss On sẽ mang tới Disa năm nay. Hãy cùng đồng hành với GameHub.vn trong những số tiếp theo để khám phá hết những tựa game mới hấp dẫn tới từ cả khổng lồ Miss On nhé!